À, cho bạn, à, trong ngày hôm nay thì tôi hướng dẫn cho bạn à, kết để chúng ta clone à, một à, repository ở trên GitHub về trên Git cá nhân của chúng ta à, Đây là một cái thao tác cực kỳ quan trọng vì khi chúng ta đi làm thì thông thường công ty sẽ có dự án ở trên GitHub à, và để tiếp tục à, xây dựng dự án rồi vào team thì chúng ta cần phải clone cái dự án từ trên GitHub về trên Git của mình à, hoặc là trong quá trình chúng ta học tập chúng ta nhìn thấy à, ai đấy chia sẻ một à, Uh, repository uh, của một cái dự án nào đấy rất là hay uh, thì chúng ta cũng có thể là clone nó về ở trên máy tính của mình uh, để phục vụ cho quá trình là học tập, uh, học hỏi cái cách người ta cột như thế nào đấy, để để uh, nâng cao cái kỹ năng của mình. Đấy và trong ngày hôm nay thì tôi hướng dẫn cho bạn là uh, cách để clone uh, một dự án từ GitHub về git. Rồi uh, tôi có một ví dụ là tôi uh, có một trao diện như thế này. Đấy, thì đây là cái phần mà tôi đã hướng dẫn xây dựng ở trên kênh YouTube và tôi cũng đã có định kèm cả đường dẫn uh, GitHub rồi. Đấy và đây chỉ là cái trang hiển thị ở trên màn hình của cái form đăng nhập của tôi. Đấy thì Đó. cái form này uh, cũng khá là thú vị là uh, cái mật khẩu này thì nó sẽ có um, cái phần là uh, sâu và hai như thế này, khá là hay, Đấy chưa? Đấy và giả sử như bạn xem uh, cái form này nó thú vị bạn cảm thấy thích nó và bạn muốn clone nó về ở trên máy tính của mình thì đầu tiên là bạn cần phải truy cập vào được cái um, repository ở trên github đấy thì đây chỉ là đường dẫn của cái repository mà chúng ta vừa xem kết quả ở đây uh, và sau khi chúng ta đã có được cái đường dẫn này rồi thì để có thể tải được cái bộ cột này về trên máy tính của mình thì bạn sẽ có nhiều cách khác nhau uh, trong này thông thường ấy thì chúng ta sẽ bấm vào download zip để download chip để có thể là nén toàn bộ cái bộ cột này và tải nó về ở trên màn hình của mình. Đấy, tuy nhiên khi chúng ta đã làm việc với Git và GitHub rồi thì chúng ta sẽ có câu lệnh để có thể là uh, tự động download nó về. Uh, và để clone thì bước đầu tiên chúng ta cần phải copy cái đường dẫn của repository này để bạn nhìn thấy này. Ở đây có một biểu tượng copy đúng không? Bạn bấm vào để copy. Rồi. Sau đấy thì bạn cần phải lựa chọn cái nơi uh, để có thể là là hiển thị uh, cái dự án chúng ta clone về Đấy, và giả sử ở đây à, tôi tạo ra một uh, thư mục mới này à, git à, clone bây giờ tôi muốn đưa trạng của tôi vào trong uh, cái git clone này bấm vào để Terminal mới tại thư mục ở đây bạn như thấy có một cửa sổ hiện lên và tôi đánh vào câu lệnh là git clone Đấy, git clone kèm theo đường dẫn thì bạn Ctrl V vào bạn nhờ giúp tôi nhé chúng ta có câu lệnh là git clone Đấy, git clone enter xuống rồi git đã thực hiện cái việc là tải repository của chúng ta từ trên github vào trong máy tính chúng ta đấy và cái thư mục mà chúng ta nhận ở đây chỉ là cái thư mục ở trên uh, github được chưa để nó đồng bộ với thằng này đây chỉ là tên thư mục bộ code thì nó y chang tôi bấm vào nhá được chưa đấy, y chang đấy thì cái kết mà chúng ta uh, đưa một uh, repository ở trên GitHub về trên Git cá nhân chúng ta thì nó đơn giản như vậy thôi, chúng ta sử dụng câu lệnh là git clone và kèm theo cái đường dẫn của GitHub. Đấy, sau đấy enter là ok. Và bạn lưu ý cho tôi để chúng ta có thể thực hiện được những cái câu lệnh này thì bạn cần phải cài đặt Git vào trong máy tính của mình. Nếu như bạn chưa cài đặt thì bạn cần phải cài uh, đặt nó nhá. còn cái thao tác clone thì nó đơn giản như vậy thôi. Và tôi hi vọng rằng bạn sẽ áp dụng được uh, cái kết này để có thể tải được những dự án ở trên uh, online thông qua github về đăng ký của mình một cách tiện lợi nhất ok à, xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau